dấu xứ lạ. Bao nhiêu anh tình giờ tim vẫn theo tim. Đường hoa em đi, mưa chiều dừng dừng đổ. Ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm. Tìm yêu hôm nào giờ giữ anh thương đau. Đường em đi, anh đường anh cô lẻ. Bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lên sóng Thanh Lý tiếp cho anh em, dọn kho Thanh Lý tiếp cho anh em một cặp loa trợ lời của Victor GVC. Âm thanh nó quá hay luôn anh em. Con này nó trợ tốt nhất là cái giải lời và một chút giải tép anh em nhé. Giải lời lên rất là rõ luôn. Tép nó lên một chút thôi chứ nó không lên được kiểu xoành xoạch như kiểu tép kèn đâu anh em nhé. Đôi này đặc tính của nó lên nhiều giải lời anh em nhé. Và giải trung, dung trung cao lên rất là tốt luôn. Đấy, còn giải tép thì lên một chút anh em nhé. Nó không lên được cao hẳn như giải tép nhé. Vì nó là loa lời. Đây. Nó như kiểu một loa toàn giải anh em nhé. Đây. Gân của nó là màng màng là màng giấy. Gân của nó là gân vải luôn anh em nhé. Gân vải. Đây, cái nó trong suốt luôn anh em nhé. Anh có thể nhìn thấy côn luôn. Đấy, từ của nó từ kép. Có thêm một miếng thép chống nhiễu trên chốc nữa. Thứ kép nhé. Đấy, có thêm miếng thép chống nhiễu trên chốc này. Đấy. Đấy. Em đấu tụ sẵn cho anh em nhé. Em sẽ đấu với anh em tụ sẵn. Để vì anh em chỉ việc đấu song song với cặp loa này với cặp loa của nhà anh em mà không ảnh hưởng đến trở kháng loa và âm ly nhà anh em nhé. Sau khi đấu tụ thì nó trở thành một chiếc loa chung luôn. Loa chung lời thôi. Như kiểu một chiếc loa chung của những loa ba đường tiếng đấy. Thì nó không ảnh hưởng đến trở kháng của loa bát. Anh em nhé, ví dụ như sau khi em đấu tụ em đấu này, vào cặp này anh em đấu cặp này vào loa nhà anh em thì loa nhà anh em 8 ohm nó vẫn là 8 ohm thôi, không ảnh hưởng gì anh em nhé. Nó hỗ trợ giải trung tép lên rất tốt luôn, giải trung cao lên rất tốt anh em nhé. Ô già nào nhà anh em mà nghe giải lời bí bí anh em cho con này lên lời rất là rõ luôn. Em vừa test nhạc cho anh em nghe đấy, nhạc của ca sĩ hát rất là rõ luôn. Đây công suất của nó. Con này nó công suất của nó là 100W một chiếc anh em nhé. Đây. 100W một chiếc. Đây ghi 100W một chiếc anh em nhé. Dây loa đi theo của nó khoảng 1,5 m gì đấy anh em nhé. Dây loa đi theo của nó luôn. Đây, lưới của nó lưới vải rất là đẹp luôn, không bục rách, đủ logo luôn anh em nhé. Đấy anh em bày lên chốc cặp loa này anh em như này thì rất là đẹp. Bày cặp loa to to một chút nhé, hoặc là để lên chốc âm ly anh em nhé. Okay. Mã này em có đúng một cặp duy nhất thôi anh em nhé. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bộ số cẩn thận cho em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Lê Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.